5 điều cần làm sau khi rời công ty về nhà nếu muốn giàu có và hạnh phúc. Xin chào các bạn, rất là vui khi được gặp lại các bạn trong video clip này. Mình là Nguyễn Minh Phụng. Hiện tại mình đang có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing online, chuyên giúp cho các doanh nghiệp truyền thống có thể xây dựng được mô hình kinh doanh online thành công và hiệu quả. Và có bao giờ các bạn tự hỏi chính mình rằng các bạn đang làm việc rất là nhiều năm rồi, nhưng cái mức tăng trưởng của bạn, cái mức thu nhập của bạn cũng không tăng trưởng quá nhiều so với những năm trước là bao. Và các bạn cũng đang hì hục làm việc mỗi ngày, và so với người khác thì người khác lại cũng làm việc như vậy và họ cũng kiếm được nhiều tiền hơn bạn, và cuộc sống của họ cũng đang thoải mái hơn bạn rất là nhiều lần. Và nếu như các bạn đang gặp phải tình trạng giống như vậy, làm việc rất là nhiều năm nhưng mà tiền không kiếm được bao nhiêu và cuộc sống cũng đang không thoải mái và cũng đang không có được nhiều tiền như các bạn mong muốn, thì hãy xem hết video này. Có lẽ những cái quan điểm của mình, những cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình có thể giúp ích được cho bạn một phần nào đó. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa thì hãy bấm nút like, bấm nút đăng ký và bấm vào cái hình quả chuông để mỗi lần mình ra video thì các bạn sẽ xem được những video từ mình nha. Và nhớ đây chính là những cái quan điểm cá nhân của mình, nên cái nào các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể áp dụng, còn cái nào không phù hợp với bạn thì các bạn có thể bỏ qua. Và nếu các bạn đang có những cái phương án nào hay hơn thì có thể chia sẻ để mình cùng học tập, bằng cách các bạn để lại cái bình luận ở dưới video này cho mình biết nha. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào cái nội dung chính của video này nào. Theo mình, hầu hết chúng ta có thể giàu có và hạnh phúc được hay không thì ngoài cái việc là chúng ta dành 8 tiếng để đi làm hàng ngày ra, thì sau cái thời gian mà chúng ta ở công ty để đi về nhà chính là cái thời gian mà chúng ta có thể khác biệt so với những người khác. Bởi vì bạn có 8 tiếng để làm việc thì người khác cũng có 8 tiếng để làm việc. Vậy ở đây chúng ta chỉ còn là cái khoảng thời gian là sau giờ làm để chúng ta có thể phát triển được nhiều hay là ít thì ở trong cái khoảng thời gian này. Do đó, cái điều đầu tiên mà mình nghĩ chúng ta cần phải làm sau khi về nhà đó chính là chúng ta dành thời gian ra để chúng ta có thể review lại những cái việc nó xảy ra trong ngày, và chúng ta xem là những cái việc nào mà chúng ta làm nó đã hiệu quả hay chưa và cái cách thức mà chúng ta làm nó hiệu quả như thế nào. Có nghĩa là chúng ta sẽ ghi lại những cái việc giống như ghi nhật ký vậy đó, những cái việc mà nó đang hiệu quả để chúng ta có thể có cái công thức nào đó để chúng ta có thể áp dụng cái sự hiệu quả đó liên tục cho những cái lần sau hay không. Cái đó là điều thứ nhất. Cái số 2, chúng ta cũng ghi lại những cái việc mà chúng ta cảm thấy là ngày hôm đó chúng ta chưa có ưng ý. Như vậy cái nguyên nhân cái việc đó nó thất bại, nó chưa ưng ý là do đâu, và có cái giải pháp nào để có thể thay thế và cải thiện cái điều đó hay không. Hãy ghi lại, review lại những cái việc nó diễn ra hàng ngày. Thì mình tin rằng đây chính là cái cách để chúng ta có thể rút kinh nghiệm và thay đổi, sửa lại bản thân của mình nhanh nhất. Và trong cái phương án này thì các bạn cũng có thể dành thêm cái khoảng thời gian để chúng ta có thể tĩnh lặng, để chúng ta có thể ngồi thiền chẳng hạn, để chúng ta có thể tự quan sát cái nội tâm của mình, để chúng ta có thể phát triển được nhiều hơn. Số 1, review lại cái việc mà chúng ta đã diễn ra hàng ngày. Và song song đó, cái điều thứ hai mà mình nghĩ các bạn nên làm đó, chúng ta đặt ra cái mục tiêu của ngày hôm sau. Sở dĩ các bạn khác là không biết là ngày mai chúng ta sẽ cần phải làm gì thì đây chính là cái điều mà các bạn cần làm. Đó là hãy ghi ra những cái mục tiêu, những cái việc mà các bạn cần làm ở ngày hôm sau, và chúng ta sẽ cam kết là chúng ta sẽ làm nó. Cái điều thứ ba là chúng ta hãy dành thời gian ra để chúng ta sẽ quan tâm chăm sóc đến những cái mối quan hệ của mình, chẳng hạn như là những người thân đang sống cùng với mình nè, như là vợ mình, như là con mình, hãy dành thời gian trò chuyện với họ, tâm sự với họ. Hay là các bạn về, các bạn cũng có thể là phụ họ làm những cái việc ở trong nhà, rửa chén, nấu cơm, quét nhà, chăm con, chơi cùng con chẳng hạn, ví dụ như vậy. Và mình nghĩ mình sẽ có thể là áp dụng những cái điều này. Mình thì trong cái thời điểm mình đang quay video này thì mình đang chuẩn bị có baby, và mình sẽ dành thời gian để chơi với baby của mình. Đấy. Cái điều thứ tư mà chúng ta cần phải làm đó chính là học tập. Bởi vì sở dĩ chúng ta có cuộc sống nó hạnh phúc, nó sung túc hơn so với lại những người khác, hay là cái mức thu nhập mà chúng ta có thể là kiếm được nhiều hơn hay là ít, là do cái vấn đề là trí tuệ của chúng ta.
Bởi vì các bạn đang có hai tay hai chân thì những người mà họ đang kiếm nhiều tiền hơn chúng ta thì cũng có hai tay hai chân, chỉ khác nhau là ở cái đầu thôi phải không nào? Thì như vậy, khi mà các bạn dành ra cái thời gian để các bạn học tập bằng cách là các bạn có thể tham gia những cái khóa học trên internet, hoặc là các bạn có thể kết giao với lại những cái người bạn của các bạn để chúng ta học tập từ họ, hay là chúng ta đọc sách, thì chúng ta sẽ phát triển được cái tư duy của mình, cái suy nghĩ của mình để chúng ta có thể suy nghĩ được sâu sắc hơn, chúng ta có cái tầm nhìn được rộng hơn để chúng ta có thể phát triển được bản thân mình và phát triển cái công việc của mình. Đấy, số 4 là học tập. Và điều thứ năm mình nghĩ các bạn cũng sẽ nên làm, đó là bắt đầu thêm một cái công việc nào đó để các bạn có thể tăng thêm thu nhập. Giống như những clip trước mình đã chia sẻ, có rất là nhiều cách để bạn có thể tăng thu nhập sau giờ làm việc, chẳng hạn như là chọn một cái công việc làm thêm, tham gia một cái buổi tư vấn, hoặc là đặc biệt các bạn có thể làm đó chính là kinh doanh online. Khi bắt đầu các bạn bắt đầu kinh doanh online thì các bạn sẽ có thể học thêm những cái kỹ năng mới, và đặc biệt là ngoài cái lương cố định của các bạn ở trên công ty của các bạn thì các bạn có thể tăng số tiền mà không giới hạn thông qua cái công việc này. Các bạn muốn có bao nhiêu tiền thì nó phụ thuộc vào cái trình độ, cái tầm nhìn và cái khả năng của bạn. Và ở đây khi mà các bạn kinh doanh online thì các bạn có thể là tăng không giới hạn cái số tiền của các bạn, và có thể các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền và phục vụ cái ước mơ của mình, phục vụ cuộc sống của mình, và chúng ta sẽ có một cuộc sống thoải mái và giàu có hơn. Và nếu như các bạn chưa có bắt đầu kinh doanh, các bạn đang ở trong một cái vùng an toàn nào đó, thì một cái gợi ý của mình là các bạn hãy bắt đầu kinh doanh online, hãy xem hết những cái video trong cái kênh YouTube này của mình để các bạn có thêm những cái kỹ năng, những cái kiến thức, những cái hiểu biết và trải nghiệm để các bạn có thể bắt đầu kinh doanh online hiệu quả. Nếu như các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông cũng như like, và cho mình biết thêm những cái ý kiến, những cái phản hồi của bạn nha. Hy vọng rằng 5 điều này sẽ giúp ích cho cuộc sống của các bạn. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Tạm biệt.